Hello mọi người, hôm nay shop em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn piano cơ. Đây nó đây, thương hiệu Rubinstein, cũng là một thương hiệu của Nhật Bản luôn. Đây, nói về Nhật Bản thì biết chất lượng thế nào rồi. Đây, màu quá đẹp, thể hiện được cái sự đẳng cấp. Con này mà để trưng bày nè, để đi diễn là hết sảy luôn nha anh chị. 288 phím đầy đủ, pedal luôn. Con này còn có giá 28 triệu nha. Khi mọi người mua mẫu piano này đó, thì mọi người sẽ được tặng khăn phủ đèn nè, được tặng ghế nè và được tặng ống sưởi nha. Ngoài mẫu này ra thì bên shop em còn rất là nhiều mẫu khác như Yamaha, Casio và nhiều loại nhạc cụ khác nhau như là guitar nè, trống nè, sáo nè. Địa chỉ của shop em là 568 Hồ Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Đây. Để em bây giờ em sẽ test cho mọi người để mọi người cảm nhận thanh về mẫu này nha. Ok, let's go.